Anh Phúc, có khách nhắn tin nhờ mình xử lý ca này nè. Ca gì em? Cái ca này á là khách đặt hàng xong bơm hàng, đã lo lắng là không biết có bị gì không. À, cái này thì không bị gì đâu em. À, nhưng mà nếu mà nhà bán hàng muốn kiện để bồi thường thiệt hại thì cũng được đó. Nhưng mà giá trị hàng là bao nhiêu? Cái này mới là điểm mấu chốt nè. Khách bơm hàng á là hàng anh Thái Công mới vừa live stream đó. À, vậy thì